Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Chia sẻ của khán giả Quang Anh, số điện thoại 0912 3 số cuối 634. Xuất hiện tình trạng ngư dân cho du khách lấy thuyền thúng ra khơi chụp ảnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ở Nha Trang, Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Gặp gỡ các thành viên trong đội SOS Sạch Giá Kiên Giang, những người đang đem sự tử tế lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Thu Trang, số điện thoại 0337 3 số cuối 652. Những sản phẩm thời trang bắt mắt từ dây chuối vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa đem lại thu nhập tốt cho người dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chia sẻ của khán giả Hoàng Ngọc Lý, số điện thoại 0337 3 số cuối 884. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 8, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Nguyễn Ngọc Hào, sinh năm 1997, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu, bị tai nạn lao động trên biển, được tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ an toàn. Trước đó, theo tìm hiểu của khán giả Quang Anh, số điện thoại 0912 3 số cuối 634, thì vào lúc 0 giờ ngày 21 tháng 8, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được đề nghị cứu nạn khẩn từ ông Nguyễn Văn Thọ là chủ phương tiện BV94584TS. Ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 8, tàu BV94589TS trong quá trình thả lưới tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 167 hải lý về hướng đông đông nam. Do dây lưới rút bị rối thuyền, nên thuyền viên Nguyễn Ngọc Hào, sinh năm 1997, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu lặn xuống gỡ, thì lại bị dây cuốn vào chân, xuống làm cho ngạt nước, thở khó, tay chân không cử động được và nguy kịch đến tính mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm Việt Nam yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh kết nối thông tin với bác sĩ Viện Y học biển để tư vấn y tế cho thuyền viên bị nạn. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR-413 thường trực tại Bà Rịa Vũng Tàu rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp. Toàn bộ thuyền viên trên tàu được trang bị đầy đủ và thực hiện nghiêm quy trình xử lý phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển. Khoảng 10 giờ 24 phút ngày 21 tháng 8, tàu SAR-413 đã tiếp cận tàu cá BV94589TS, tiến hành tiếp nhận, chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, nhanh chóng hành trình đưa nạn nhân về Vũng Tàu cấp cứu. 16 giờ 15 phút ngày 21 tháng 8, tàu cứu nạn chuyên dụng đã đưa ngư dân Nguyễn Ngọc Hào bị tai nạn lao động khi đang hành nghề về cập cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại thành phố Vũng Tàu an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân Nguyễn Ngọc Hào cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành bàn giao ngư dân Nguyễn Ngọc Hào cho đại diện gia đình, thuận tiện cho việc chăm sóc chữa trị. Hiện ngư dân Nguyễn Ngọc Hào đã được Trung tâm cấp cứu 115 Bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu tiếp nhận, chuyển vào bệnh viện với trang thiết bị y tế đầy đủ để tiếp tục sơ cấp cứu. Thưa quý vị, để có những tấm ảnh kỷ niệm khi đến thành phố biển Nha Trang, nhiều du khách đã chọn cho mình những góc chụp cảm giác mạnh khiến người đi đường phải thót tim khi mà nhìn thấy. Theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 3 số cuối 456, thì có những người mạo hiểm khi lấy cả thuyền thúng của ngư dân ra khơi để có được những bức ảnh độc đáo không ai giống ai. Những hình ảnh này được ghi nhận tại biển Làng Chài, Lương Sơn của xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Đây là nơi có phong cảnh rất đẹp với hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ nhấp nhô neo đậu nên đã thu hút nhiều khách du lịch trong nước đến tham quan chụp ảnh. Tuy nhiên, có du khách đã xuống bãi biển tự lấy thuyền thúng của ngư dân địa phương đang úp nằm phơi nắng trên bãi cát để bơi ra biển chụp ảnh. Do không biết bơi thuyền thúng, khách du lịch rất lúng túng vụng về trong cách điều khiển, khiến chiếc thuyền luôn chao đảo, quay vòng, thậm chí là trôi ra bờ khá xa. Dù chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào, nhưng theo khán giả Nguyễn Thị Thiện, thì địa phương cần phải nhắc nhở ngư dân không nên để du khách lấy thuyền thúng của mình và tự ý ra khơi. Bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền đến du khách không nên chọn những hình thức chụp ảnh mạo hiểm như trên.
Thưa quý vị, nông dân huyện An Lão, Bình Định hiện đang bước vào thu hoạch rộ lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, những ngày qua do thời tiết mưa nắng thất thường đã khiến tiến độ thu hoạch chậm dù nhiều ruộng lúa đã chín vàng. Công đoạn phơi, bảo quản lúa sau thu hoạch cũng gặp rất nhiều khó khăn, làm người dân rất lo lắng. Ghi nhận của khán giả Trần Ngọc Vân, số điện thoại 0912 3 số cuối 258. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng nửa tháng qua, vào thời điểm thu hoạch lúa trên địa bàn huyện An Lão, xuất hiện tình trạng mưa nhiều. Nhà nông không thể phơi lúa, đành chất lúa mới thu hoạch thành đống ở ven đường. Còn trên đồng, lúa chín gặp mưa, đổ ngã không thể thu hoạch bằng máy. Nhiều nhà nông đành thuê công nhân giá 200.000 đồng một công, nhưng vẫn rất khó để tìm công. Cánh đồng 278 hectare lúa ở địa phương đang thu hoạch rộ. Nhưng mấy ngày qua gặp mưa như chút nước, làm cho nhà nông rất nóng ruột. Lúa bị ngâm nước, dù vẫn có thể phơi khô hoặc sấy khô, tuy nhiên chất lượng hạt sẽ không còn như trước. Chưa kể tình trạng hạt nảy mầm, hư hại cũng làm thiệt hại không nhỏ đến kinh tế của bà con nông dân. Năm nay, xã An Hòa gieo xạ khoảng 243 hectare lúa hè thu. Nhờ chủ động được nguồn nước, sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, nên lúa hè thu phát triển tốt, năng suất ước đạt 62 tạ một hectare. Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích lúa hè thu. Trong đó, 50% diện tích bà con nông dân thu hoạch sớm nên không bị thiệt hại. Số còn lại thì lúa thu hoạch đều bị nảy mầm do ảnh hưởng của trời mưa, không có nơi phơi. Bao công sức của người nông dân có nguy cơ bị mất trắng là rất cao. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Lão, vụ lúa hè thu năm nay, toàn huyện gieo xạ 986,5 ha. Đến nay thì nông dân trong huyện đã thu hoạch hơn 70% diện tích. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu, hạn chế đến mức thấp nhất việc lúa nảy mầm, hư hỏng, giảm thiệt hại do mưa gây ra. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, nếu như mà đất trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, thì với bà con nông dân miền Tây sông nước lại có hai mùa chính là mùa khô và mùa nước nổi. Thời điểm này, khi các diện tích lúa hè thu cuối cùng đã thu hoạch xong trên các cánh đồng xả lũ, đồng bưng hay còn gọi là những cánh đồng ngập nước đang chuyển mùa để đón con nước phù sa sau những tháng dài nuôi cấy lúa. Khán giả Phạm Xuân Hoàn, số điện thoại 0982 3 số cuối 882 cho biết, sau thời gian ngóng lũ, thời điểm này nước đã bắt đầu tràn đồng trong niềm phấn khởi của bà con nông dân. Sau hơn 6 tháng canh tác hai vụ lúa đông xuân và hè thu, những ngày này cánh đồng xả lũ thường tới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, máy gặt đập liên hợp tạm nghỉ ngơi, nhường cho tiếng máy cày, máy xới. Ruộng đồng được cày xới để đất tơi xốp và đón lũ. Hàng năm việc làm này được nông dân thực hiện như là cách để chăm bón, vun đắp cho đất trồng của mình sau thời gian canh tác. Mần gầu mùa thì xới đất xả lũ, nhưng lấy phù sa cái cục đất này phải không, là chú mần gầu, mần xong gầu cứ đầu là xới lại là cục đất này nữa, nó giả ra nè, nó giả ra có phù sa mình, chú khỏi giải phân giờ nó cũng xanh nữa, có phù sa. Còn qua cái lúa kia thì mần liên vụ đó rồi nó không có phù sa, rồi chú dòm thấy nó có vô phèn vậy đó, giải phân vô nó cũng đâu có phát như của người ta. Nói chung ra thực tế giờ ở đây thì đất hai vụ thì người ta mặn là 10 bao đi, còn giờ ba vụ thì mặn 5-6 bao, 4-5 bao à, nó có giá thiệt mà nó không bằng của người ta. Sới kỹ, cày sâu để nước lũ tràn đồng sẽ cung cấp lượng phù sa sâu vào đất, và khi đồng ruộng được hồi sức thì việc canh tác vụ sau sẽ được thuận lợi hơn, giảm dịch bệnh, chi phí đầu vào, năng suất lúa tăng cao. Đồng thời, áp dụng kỹ thuật cày xới trước khi xả lũ, giúp nông dân cân bằng mặt ruộng cho vụ sau. Đó cũng là cách mà bà Nguyễn Thị Dụng thực hiện trên khoảng 5.000 m2 đất của mình. Gọi lúa thì bà con nông dân ta thì người thì bắt thủy sản thì lứ, câu, dớn đầy đủ hết. Mua cũng cả nửa ký 700 gram gì đó mình đóng rồi cả chục tay vậy đó để dân lưới kiếm ăn à.
qua mùa lũ thì mình người không có ruộng thì người ta bằng mướn, còn người có ruộng thì người ta chở lại người ta xạ lúa. Mình không có ruộng thì đi bằng mướn, xịt mướn hay là giải phân mướn rồi cũng đủ chuyện đi. Có gì hay gì mình bằng xe nấy. Từ những khu sản xuất hai vụ, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã mở cống để đón lũ. Xứ Đồng Bưng đã sẵn sàng cho cuộc chuyển mình từ mùa khô sang mùa nước nổi. Với 9.000 trong tổng số gần 12.000 hectare đất canh tác xả lũ, bà con nông dân khu vực đầu nguồn tạm cho đất nghỉ ngơi để tất bật cho cuộc mưu sinh mới. Những sản vật mà thiên nhiên ban tặng mùa này đã giúp bà con kiếm thêm thu nhập trong những tháng mùa nước nổi. Nhận định của ngành chức năng năm nay lũ sẽ không lớn, đỉnh lũ năm 2020 ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc có khả năng ở trên mức báo động 1 và xuất hiện vào cuối tháng 9, không ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ 3. Vì thế mà trên các cánh đồng xả lũ, nông dân hy vọng là nước về đồng mang theo nhiều phù sa và sản vật mùa nước nổi để bà con miền Tây có thể sống chung với lũ. Những việc làm tử tế thì luôn luôn có sự lan tỏa mạnh mẽ, tuy mỗi người có một hoàn cảnh công việc, điều kiện sống khác nhau, nhưng những người chăm làm việc thiện lại có chung một lý tưởng sống, đó là hướng về cộng đồng xã hội, cứu người trong cơn hoạn nạn. Với suy nghĩ đó, hơn 10 thanh niên đã lập ra nhóm hỗ trợ với tên gọi là đội SOS Rạch Giá. Và khi đêm đến thì các anh luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ những người đi đường gặp nạn khi mà họ nhờ sự giúp đỡ. Đây là nội dung chia sẻ của khán giả Nguyễn Thu Trang, số điện thoại 0337 3 số cuối 652 gửi tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Được thành lập vào tháng 11 năm 2019, đội SOS Rạch Giá với hơn 10 thành viên thay phiên nhau hàng đêm đều đặn tập hợp lại lúc 20 giờ tại chốt phòng chống tội phạm phường Vĩnh Lạc, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau khi nhận được cuộc gọi cứu hộ, các anh nhanh chóng đến nơi để giúp đỡ kịp thời. Tuy mới thành lập gần một năm, nhưng các thành viên của đội SOS Rạch Giá đã giúp đỡ trên 3.000 trường hợp người dân gặp nạn ban đêm, chủ yếu là sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn giao thông, thay vỏ, vá ruột xe, bị thủng cho người lưu thông trên đường, với tinh thần thiện nguyện bằng việc trao đi không nhận lại. Từ cái đội anh em chơi xe, đó là gọi là cuộc đam mê xe trong hội câu lạc bộ Winner, thì anh em mới lấy ý tưởng ra là anh em đóng góp với nhau để mà xây lên thành một cái đội để giúp đỡ bà con. Có nghĩa là thay vì mình chơi xe, mình chạy xe ban đêm, cà phê, cà pháo, thì mình lấy cái thời gian đó để mà đi giúp đỡ bà con ban đêm. Mưa gió, bão gì đó, anh em đều cũng phải cố gắng để mà đi mà giúp đỡ bà con. Nhiệt huyết, tình nguyện, đây cũng là chất keo kết dính cho các thành viên của đội SOS Rạch Giá. Một số thành viên trong nhóm là thợ sửa xe, nên công việc giúp đỡ người dân bị hư xe cũng không quá khó. Đồ nghề mang theo chỉ đơn giản là bộ dụng cụ sửa xe, cái bơm và vài ruột xe phòng trong trường hợp cần thay mới. Không chỉ vậy, khi nhận được cuộc gọi nhờ đến giúp lấy chìa khóa bỏ quên trong cốp xe thì các anh vẫn sẵn sàng có mặt giúp đỡ, đáp lại tấm lòng của các anh. Một số người đã gửi lại ít tiền bày tỏ lòng cảm ơn nhưng các anh đã từ chối nhận. Để duy trì nhóm, các thành viên đã tự bỏ tiền ra làm kinh phí hoạt động dù mỗi người một công việc khác nhau. Nhưng ai cũng mong muốn giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Đối với anh em đi tham gia vào đội SOS dựa trên tinh thần tự nguyện, do anh em có cái lòng từ thiện, thấy bà con đêm hôm khó khăn, đi đường xa về nhà, không về tới nhà. Đối với cá nhân em thì ban ngày em phải đi mưu sinh để làm, để nuôi gia đình, phụ giúp những việc gia đình. Còn ban đêm thì hy sinh một ít thời gian canh gỏi của mình ra để tham gia đội SOS, để góp một phần công sức của mình, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ bà con. Hiện nay, bất kể gặp khó khăn gì trên đường như bể bánh xe, hết xăng, tai nạn giao thông cần đưa đi cấp cứu, chỉ cần gọi vào số điện thoại đường dây nóng sẽ có một nhóm bạn trẻ đến hỗ trợ ngay cho người gọi. Hoạt động từ 20 giờ đến hơn 24 giờ đêm mỗi ngày, nhóm SOS Rạch Giá đang dần trở thành cái tên nhận được sự tin yêu của người dân thành phố Rạch Giá vì những việc làm thiện nguyện. Đang đi làm về thì trên đường xe thì bể bánh. Em không biết nhà ai cho nên là có mấy anh có số điện thoại của mấy anh ở SOS giúp đỡ. Em cảm ơn mấy anh rất nhiều, mấy anh làm việc rất nhiệt tình. Để đội SOS Rạch Giá có thể duy trì hoạt động lâu dài, người dân gặp nạn ở những đoạn đường xa kịp thời thì rất cần sự chung tay từ những tấm lòng vàng. Có như vậy, sự tử tế của các anh sẽ ngày càng lan rộng đến nhiều người. Thì sắp tới đây đội cũng muốn mở rộng
địa bàn hoạt động để giúp đỡ bà con khi gặp nạn ban đêm. Như là hồi lúc đội mới lập thì đội từ cầu số 2 giúp đỡ bà con từ cầu số 2 cho đến Tà Niên và tới cầu Xuyên Á. Thì sắp tới thì đội sẽ mở rộng thị phần địa bàn là có thể giúp đỡ bà con lên tới huyện Sóc Sòi hoặc là tới Minh Lương và gần Mông Thọ B. Hơn 12 giờ khuya, bước sang ngày mới, các thành viên trong đội SOS Rạch Giá lại trở về cuộc sống của riêng mình, để rồi tối hôm sau, các anh lại tiếp tục công việc thiện nguyện. Những đoạn đường vắng lạnh giữa đêm sẽ được sưởi ấm bằng tấm lòng mà các anh mang lại và để mọi người tin rằng những điều tốt đẹp luôn hiện hữu quanh ta. Thưa quý vị, từ những phong trào khởi nghiệp, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Mô hình đan dây chuối thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ được bà Võ Thị Vân ở ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân thực hiện và được khán giả Hoàng Ngọc Lý số điện thoại 0337 3 số cuối 884 chia sẻ đến chương trình. Sau đây sẽ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Với đôi tay khéo léo tỉ mỉ cùng với sự sáng tạo của mình, bà Vân đã dùng dây chuối làm nên những sản phẩm thời trang, vừa bắt mắt lại vừa bảo vệ môi trường. Điều này không chỉ khơi dậy phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, mà với ý tưởng này, bà còn mong muốn giữ gìn làng nghề thủ công mỹ nghệ ở địa phương. Tôi cũng ngồi đài, thấy lục bình ta cũng làm giỏ được. Ta đang rồi ngày xưa mà nhà mình cũng có mợ đồ đó, cũng hồi chờ đó đâu có dũng giải đâu, làm giống dây bố, dây chuối mình làm cũng được. Mà thấy giờ người ta cũng trở về thôn quê ta làm những thủ công bằng cái này cái kia trong đồng quê, những như là ba cái đan lát ta cũng làm cái gì đó, giỏ rồi, rồi dây mà cái gì, rồi lúa người ta cũng làm ra nón. Tôi suy nghĩ bây giờ con dây này, ủa thấy con dây trên đài như dây mũ gì nè, mình của mình thì kiếm con dây vậy suy nghĩ hoài. Cái giờ mình dây chuối thì dây chuối là cũng có đương mà làm võng nằm, thì tự vô cái đa cái thấy làm sao mà nó được tròn như cái cọng dây thì mình phải làm cái nhỏ, mình phải đan đánh là gì nó mới tròn được con dây, mà cọng dây thì nó mềm, mình đan cái vỏ mà không có thì nó đâu có nó gũ. Thì suy nghĩ thì giờ mình làm như công nhân người đánh cho nó có độ cân bằng, nó sẽ không thấy. Tự suy nghĩ ra là cứ làm vậy đó. Để tạo sức hút cho sản phẩm, bà Vân đã chăm chút cho từng công đoạn, từ việc phơi dây chuối, đan chéo dây và tạo hình dáng cho sản phẩm. Không những vậy, con gái bà Vân, em Phạm Thu Hà, đã thổi hồn vào mỗi sản phẩm bằng những nét vẽ khéo léo với nhiều hoa văn, màu sắc khác nhau, làm điểm nhấn cho từng sản phẩm. Thì em nhìn thấy những cái mẫu đồ thủ công của mẹ em á, thì nó mà sắc của nó tự nhiên như vậy thì nhìn nó cũng hơi đơn điệu đi. Cái em nghĩ là tại vì bình thường đi học thì em cũng rất hay vẽ những cái thứ vậy, những cái dễ hình ảnh này dễ thương này, ghi lưu niệm với bạn bè. Em nghĩ là mình vẽ lên cái này cái kia, hoa hoặc là họa tiết hoặc là bướm hoặc thế này thế nọ thì sẽ khiến cho cái sản phẩm của mình nó thu hút, nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn. Và từ đó em nghĩ là với cái chất liệu như thế này mình sẽ sử dụng nguyên liệu màu gì cho nó, thứ nhất là cái màu nó tươi sáng, thứ hai là khi mình để thời gian lâu tiếp xúc với không khí hay là mình đi ra ngoài những cái tác nhân môi trường á, nó cũng không có bị phai đi theo thời gian á, thì em mới nghĩ là sử dụng màu này. Rồi thì từ màu với nguyên liệu thì mình kết hợp với cái sự sáng tạo của bản thân, thì cảm thấy hình thức họa tiết nào phù hợp với sản phẩm thì mình sẽ vẽ nó lên. Với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ đan dây chuối của bà Vân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Ân đã và đang nhân rộng mô hình này đến với chị em phụ nữ trên địa bàn để tạo quan việc làm, cải thiện thu nhập, nhất là đối với chị em lao động nhàn rỗi. Mà nhiều người sản phẩm từ lục bình mà hiện tại ở đây thì có chỗ mà cư dân á là làm được cái sản phẩm mà từ cái chuối như vậy á, là bản thân tôi là cũng thấy là rất là tâm đắc. Thì những cái sản phẩm này á, làm ra thì nó vừa bảo vệ môi trường
mà nói chung là về cái mỹ nghệ thì mặc dù là cô chỉ học ở trên mạng thôi nhưng mà làm rất là khéo, và cũng đối với phụ nữ xã thì chắc sẽ trong thời gian tới là sẽ mở một cái tổ truyền nghề để mà nhằm là tạo cái công ăn việc làm cho các cái chị em mà người ta có cái nhu cầu nguyện vọng thì đến để nhờ cô Văn là truyền nghề cho các chị em, thì nhằm là để cho cái mô hình của mình nó đưa lên được phát triển hơn ra các xã hoặc là các huyện khác. Nói chung là về chuối thì đối với xã Tân Ân thì cái nguồn nó cũng rất là nhiều, sản phẩm tại địa phương thì nó cũng có rất là nhiều, nên là có thể là mình có thể là duy trì, có thể là làm được. Để duy trì nghề thủ công và ổn định đầu ra cho sản phẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Hiền liên kết với các điểm du lịch trên địa bàn. Những phiên hội chợ do tỉnh hội tổ chức để giới thiệu quảng bá sản phẩm rộng rãi đến với người dân. Nghề đan dây chuối được xem là mô hình mới có triển vọng trong phát triển kinh tế của chị em và khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ khi dám nghĩ, dám làm, sáng tạo khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, đem lại cuộc sống ổn định cho gia đình. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Chiều ngày 21 tháng 8, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Nguyễn Ngọc Hào, sinh năm 1997, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu, bị tai nạn lao động trên biển, được tàu cứu nạn chuyên dụng SIR-413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ an toàn. Trước đó, vào lúc 0 giờ 21 tháng 8, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, gọi là Trung tâm Việt Nam, nhận được đề nghị cứu nạn khẩn từ ông Nguyễn Văn Thọ, là chủ phương tiện của tàu BV94589TS. Chia sẻ của khán giả Quang Anh, số điện thoại 0912, 3 số cuối 634. Để có những tấm ảnh kỷ niệm khi đến với thành phố biển Nha Trang, nhiều du khách đã chọn cho mình những góc chụp cảm giác mạnh, khiến người đi đường phải thót tim khi nhìn thấy. Dù chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào, nhưng địa phương cần phải nhắc nhở để ngư dân, bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền để du khách không nên chọn những hình thức chụp ảnh mạo hiểm như trên. Phản ánh khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912, 3 số cuối 456. Nông dân huyện An Lão, Bình Định hiện đang bước vào thu hoạch rộ lúa vụ hè thu. Tuy nhiên những ngày vừa qua do thời tiết mưa nắng thất thường đã khiến tiến độ thu hoạch chậm, dù nhiều ruộng lúa đã chín vàng. Công đoạn phơi, bảo quản lúa sau thu hoạch cũng gặp không ít khó khăn, làm người dân rất lo lắng. Phản ánh huấn giả Trần Ngọc Vân, số điện thoại 0912, 3 số cuối 258. Nếu như trời đất có 4 mùa xuân hạ thu đông, thì với bà con nông dân miền Tây sông nước lại chỉ có 2 mùa chính là mùa khô và mùa nước nổi. Thời điểm này khi các diện tích lúa hè thu cuối cùng đã thu hoạch xong, trên các cánh đồng xả lũ, đồng bưng hay còn gọi là những cánh đồng ngập nước đang chuẩn bị để đón con nước phù sa sau những tháng ngày nuôi cây lúa. Sau thời gian ngóng lũ, thời điểm này nước đã bắt đầu tràn đồng trong niềm phấn khởi của bà con nông dân. Phản ánh khán giả Phạm Xuân Hoàn, số điện thoại 0982. Và số cuối 882. Những việc làm tử tế luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy mỗi người có mỗi hoàn cảnh, công việc, điều kiện sống khác nhau, nhưng những người chăm làm việc thiện lại có chung một lý tưởng sống, đó là hướng về cộng đồng xã hội, cứu người trong cơn hoạn nạn. Với suy nghĩ đó, hơn 10 thanh niên đã lập ra nhóm hỗ trợ với tên gọi là đội SOS Rạch Giá. Khi đêm đến, các anh luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ những người đi đường gặp nạn khi họ nhờ giúp đỡ. Chia sẻ khán giả Nguyễn Thu Trang, số điện thoại 0337, 3 số cuối 652. Từ những phong trào khởi nghiệp, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Mô hình đang xây chuối thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ được bà Võ Thị Vân ở ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân thực hiện, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế,
mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Khi biến những sợi dây chuối có sẵn tại địa phương thành những sản phẩm thời trang được chị em phụ nữ rất yêu thích. Chia sẻ với khán giả Hoàng Ngọc Lý, số điện thoại 0337 3 số cuối 884. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhansa@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.